Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn com Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. chúng tôi đã trình bày lúc đầu đó là một ngày quý vị mở tin tức ra phần lớn những cái tin địa phương ở các nơi từ New York sang tới California khắp các tiểu bang tập trung là những cái khu vực mà đã từng xảy ra những cái vụ nổ súng chết người chúng ta thấy hàng loạt thôi cái nguyên cơ nó vẫn là vì những vấn đề tự do sở hữu súng ống và nước Mỹ 300 triệu dân này cái cái hệ thống phức tạp và trong đó làm sao chúng ta biết cái người hàng xóm hoặc là cái người trên đường phố miền đây tới là sẽ đụng độ, chưa kể đó là những cái vụ mà những cái việc những cái tiệc sinh nhật thường xuyên thôi tổ chức ai cũng nghĩ rằng những người được mời tới sẽ là những cái thành phần đàng hoàng nhưng mà rồi đó có những kẻ mà nó căm thù nó mang súng đến đây để nổ súng chết rồi những cái vụ mà nổ súng hàng ngày hàng đêm nó xảy ra khắp nơi đó, Ngọc Lan ha? Yeah, nó rất là đôi khi những cái um... Cái nguyên nhân nó rất là mình cho là vớ vẩn. Vớ vẩn dạ. ví dụ như là ngày hôm người ta nói là ngày hôm 13 tây tháng 4 vừa rồi ừ. ở Michigan cũng xảy ra một cái vụ mà một người, một ông xách súng đi qua nhà gần đó bắn ba người chỉ vì là cái thức ăn ông ta order cho là delivery đến nhà đó, đưa lộn qua địa chỉ khác, đưa oh, lộn qua man. nhà khác. Thì Ngọc Lan nghĩ là có lẽ là ông ta đói bụng hoặc là sao đó Nhưng mà cái người đưa thức ăn lại đưa lộn qua địa chỉ nhà khác Mà làm sao ông ta biết được Ông ta đi qua bên nhà đó Ngọc Lan nghĩ chắc cũng gần Ông ta đi qua xong rồi ông ta gõ cửa Thì ở trong nhà đó có bốn người Cũng có một người đàn ông trạc trạc tuổi ông này rồi Cùng với hai đứa con chắc đều 14 tuổi hết Rồi một người phụ nữ nữa chắc vợ của ông chủ nhà đó Thì ông ta qua ông ta gõ cửa nói chuyện không biết cự cãi như thế nào thế là ông ta rút súng ông ta bắn. Ông ta bắn tổng cộng hơn 30 phát đạn thì người chủ nhà đó ông chủ nhà cùng với lại hai cậu uh, 14 tuổi đó đều bị thương hết. Bị thương thì ừ. mà lúc đó có lẽ trong nhà này họ cũng bắn trả lại tại vì hàng xóm nói nghe y như một cuộc đấu súng. <laughs> Nhưng mà lúc mà cảnh sát tới nơi đó thì cảnh sát nói rằng là À, những người họ tìm thấy bốn khẩu súng lần mà ừ. nhưng mà họ không có xác định cảnh sát đến giờ không có xác định là bốn khẩu súng đó thuộc về ai nhưng mà nghe nói là bắn qua <laughs> bắn lại nhưng mà rồi thành một cuộc nhà, giao tranh mà cảnh sát thì nói rằng uh, những hết. người những người ở trong nhà là không có khả năng tự vệ cho nên mình nghe nó hơi không có, mâu có thuẫn và nó mâu thuẫn nhiều cái hàng xóm thì nói rằng là tôi nghe như là một cuộc đấu súng uh, cái người đàn ông mà sách súng đi bắn đó thì bây giờ là bị bị bắt ừ. rồi bị uh, buộc tội 24 tội, ông lại tên là Thomas, 31 tội. tuổi, bị buộc 24 tội uh, trong đó có những tội là cố ý uh, giết người và bây giờ cái tiền mà tại ngoại hậu tra của người ta là 500.000 đô la. Chỉ là vì đưa thức ăn đi nhầm nhà thôi, nhưng Theo mà chỗ cũng chúng tôi... cũng gây nên cái chuyện như vậy. Rồi trên cái tin này mới thấy đó, lúc mà ổng sang đây ổng đòi nếu như bên kia bình thường, ô xin lỗi, cái người nó giao lộn này, đây đây đây, đồ ăn nè, trả lại cho ông thì cái không có chuyện gì xảy ra cả. Thì bên kia nói không có ai giao thức ăn cả. Nhưng mà ông ông nhìn vô thì thứ nhất là trên môi ông ông này đã dính mỡ tùm lum tà lại hết. Rồi nhìn vô thì thấy rõ ràng là cả nhà đang ngồi quay quần bên cạnh cái món ăn mà ngon lành. Tôi nghĩ vậy đó. Tiểu thuyết. Tiểu thuyết thứ thuyết Âm tôi nghĩ vậy mà đông ra ông cãi cự bên kia thì nhất định nó không không có ai giao hàng cho tôi hết mà ông này thấy rõ ràng là trên mép của ông là dính Đùa tí cho vui nhưng mà phải có lý do làm sao ông biết được chắc có lẽ ông ngồi ông ngồi trong trong ông thấy chiếc xe giao hàng sang cái nhà đối diện đó nhưng ông đang nghĩ là bằng thấy cách được. nào đó ông ta biết cho nên ông mới đi qua cái nhà đó ông Uber, đòi Uber ông It đòi đó. ông yeah. đòi xong rồi xảy ra cự cãi bắn bốn khẩu súng được tìm thấy mà nói đến thức ăn làm sao chúng ta có thể nuôi được 1 triệu năm 1 tỷ 500 triệu dân Thưa quý vị, à, chúng ta nghe trong thời gian qua đã Trung Quốc đứng đầu thế giới về dân số. Thế nhưng thực ra nếu mà đúng á, đến giờ phút này đó là Trung Quốc đứng hạng thứ nhì rồi, Ấn Độ trở thành hạng nhất. Họ nói lý do mà Ấn Độ trở thành hạng nhất đó, vì lẽ ra năm 2021 Ấn Độ phải công bố kết quả điều tra dân số, tương tự như Hoa Kỳ 10 năm một lần tức là năm 2020 điều tra dân số. Đến năm 2021 đến năm trễ lắm là 22 sẽ phải công bố. Thế nhưng Ấn Độ ngày hôm nay cho biết vì đại dịch Covid-19 quá nhiều người chết rồi vấn đề mà kiểm tra không được. Nhân viên không thể đi các nơi rồi cái tiến trình cung cấp giấy tờ điều tra dân số nó, nó bị trễ cho nên họ phải trì hoãn cái việc thống kê dân số và hậu quả cái việc trì hoãn này đã khiến cho ấn độ theo à, số liệu đó vẫn đứng đằng sau trung quốc nếu chúng ta lên trên mạng để à, tìm kiếm nhưng mà theo tổ chức y tế thế giới và các tổ chức thống kê dân số toàn cầu đó UN Liên Hợp Quốc ngày hôm nay nói rằng thực ra Ấn Độ đã vượt qua mặt Trung Quốc từ mấy năm trước rồi nếu con số thống kê đã được thi hành. Vậy vì lý do đó, tính theo cái mức tăng thì họ nói rằng từ nay cho đến tháng 6 này thôi đó, Ấn Độ sẽ có thêm 3 triệu người. Nếu 3 triệu người này cộng vào thì chắc chắn vượt qua mặt Trung Quốc. Trung Quốc là 1 tỷ 400 mấy chục triệu đó thưa quý vị Nhưng mà Ấn Độ vượt qua mặt Trung Quốc Và trở thành cái quốc gia đồng dân số nhất wow. Tin tức cũng ghi nhận mới đây đó Chính quyền Ấn Độ bắt đầu rất lo sợ cái chuyện này Bởi vì vấn đề không có kế hoạch hóa gia đình Và vì thế đang ra những cái nỗ lực để kêu gọi Phụ nữ, đàn ông nên kiểm soát Vấn đề mà thai nghén trong gia đình làm thế nào hạn chế bớt à, theo tập tục ấn độ và cũng nhiều quốc gia khác thưa quý vị cái chuyện mà tự do luyến ái rồi à, việc mà gia đình nó phải đông con tương tự như việt nam trước đây đó và trung quốc nữa thì cái chuyện đó mới gọi là cái hạnh phúc gia đình được và mặc dù rất là nghèo nhưng mà người bố người mẹ và thậm chí gia đình họ đùm bọc lẫn nhau Chứ cái chuyện tương tự như Việt Nam trước đây, một gia đình mà có hàng chục, hai chục người sống trong một cái căn nhà nhỏ là chuyện rất thường tình. Con nít nó ngủ như chúng tôi ngủ xếp lớp, sáu anh em ngày xưa đó. Nằm trên chiếc chiếu. Nằm trên Để chiếc dài chiếu dài dài và nào. không không có chiếu, nằm trên đất. Tại vì đất nó mới mát, nó không có nằm chiếu nữa. Nằm la liệt hết, nhất là vào buổi trưa đó, thưa quý vị, hai giờ trưa ngủ nhớ hoài là nằm một loạt mấy anh em. <laughs> trong một cái phòng mình không biết được sau này khi mà nhìn lại cái căn nhà của mình mình không biết làm sao mình có thể sống được hai mươi mấy người trong căn nhà đó mà cái chuyện đó là chuyện rất thường tình trong xóm của chúng tôi và đối với người Việt Nam trước đây cũng thế đó thì Ấn Độ ngày nay cũng tương tự như vậy đâu nhưng mà người Việt Nam mình là những người mà lúc đầu mới sang Mỹ thời gian đầu đó đi HO đó cũng nhiều gia đình đông nhưng mà cũng thuê một cái phòng nhỏ xíu Đúng sống mà, thôi. Cũng quen Bây quen giờ thành rồi. gia thành công thành công tất cả đều là thành công rồi. Nhưng mà anh Thụy đang nói đến cái chuyện mà thực phẩm đâu để mà nuôi ừ, chừng ấy con người một, một tỷ 500 trăm triệu, triệu người đó. tức là gấp năm lần dân số ở Hoa Kỳ. <laughs> nhưng mà ở đây cũng nói, đang nói chuyện thực phẩm thì nhắc lại cái tin này tại vì đọc lại vẫn thấy nó rất là ghê bởi vì à, ngày hôm nay đó thì cái nhà hàng này, nhà hàng tên là Lẩu Hương Mực ở Hà Nội đã bị đình chỉ hoạt động. Chưa biết là đình chỉ đến bao giờ bởi vì cái tội nghe thơm quá. Hương mực. Lấy mực cái thơm. nước lẩu của người khách ăn trước rồi mang cho một khách khác. Ủa chứ phải mang vô bếp nấu lại rồi mang ra cho người khách ăn. À, Hai khác. cặp vợ chồng này á họ nói họ cuối tuần họ đi ăn xong đó họ kêu một cái lẩu <laughs> lẩu ép thì khi mà khi oh. mà họ họ kêu rồi những cái cái phần thức ăn phụ đi theo nữa thì khi mà họ ăn hồi cái họ thấy ủa sao cái lẩu này nó lạ lạ nó không có giống bình thường cái họ múc lên ủa trong đó có những cái món mà quý vị ăn lẩu thì quý vị biết bỏ vô những cái món phụ mà họ nói họ không hề kêu mà tại sao nó có ở trong này nó lình họ, bình họ quậy trong đó lên, họ, họ múc từ ở dưới lên thì họ lại thêm nhiều cái nữa thì khi mà họ gọi nhân viên đến của cái nhà hàng này đến hỏi đó ừ. thì thì lúc đó đó gọi đến thì nhân viên mới nói ô lộn lẩu cái lẩu này là lẩu thái đưa lộn của cái bàn bên kia mà ở, đưa lộn, lộn qua đây ừ. nhưng mà người thực khách đó họ nói không có đúng bởi vì nếu mà cho dù là cái lẩu thái mà lẩu mới á thì những cái thức ăn trong đó nó không thể là vụn 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 như vậy được đó cho nên họ nghĩ rằng là cái này không có phải mới Thế họ đăng lên trên họ đăng trên Facebook rồi sau đó thì người ta rùm rùm thì bên kia mới đến kiểm tra thì cuối cùng cái người nhân viên á họ mới nói ờ à, họ tại vì họ sợ cho nên họ mới nói như vậy chứ thật ra đúng là cái lẩu lá cái nồi lẩu đó lẩu cũ của cái người khách yeah. các bên vô mà họ quên kiểm tra cho nên họ bưng qua họ đưa cho bên cái bàn này ăn thì ghê không Giống như lẩu mắm mà có mặt hà trong đó sao <laughs> Trời ơi sợ thật chứ <laughs> nó lềnh bềnh ở trong đó mà nước thì thấy không có vẻ gì là nước sạch hết. Ừ. À, cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những cái bản tin trong đó cái việc mà kết quả vụ kiện ở Fox News như thế nào và thêm những cái sự kiện khác trên toàn thế giới trong thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo. À, chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thủy và quý vị vào chương trình sáng ngày mai.